Quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh đa cấp tương đối hoàn chỉnh và tương đồng với quản lý bán hàng đa cấp của thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc cho phép bán hàng đa cấp đã nảy sinh nhiều vấn đề. Hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng, lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho người dân và xã hội đã liên tục được phát hiện xử lý. Và mới đây, Bộ Công Thương đã công bố kết quả xử lý sai phạm của hàng loạt công ty đa cấp. Đây là vấn đề nghiêm trọng, không chỉ là những vi phạm hành chính đơn thuần mà có thể là những vi phạm hình sự. Vậy phát hiện và xử lý những vi phạm này như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Sau nhiều tháng kiểm tra, ngày 11 tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đã chính thức công bố kết quả xử lý sai phạm của 7 công ty kinh doanh dịch vụ bán hàng đa cấp, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Unicity Marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngọc Minh Uy, công ty cổ phần Liên minh Tiêu dùng Việt Nam, công ty cổ phần Liên kết Trí thức, công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền Thương mại Thăng Long. Với các sai phạm này, Bộ Công Thương đã chuyển cho các đơn vị liên quan để xử lý hoặc tiến hành điều tra để xử lý theo đúng thẩm quyền. Tôi xin nhắc lại là vi phạm đến đâu thì chúng ta xử lý đến đó. Nếu đó là những lỗi hành chính thì chúng ta xử lý vi phạm hành chính. Thế còn nếu có những biểu hiện vi phạm nghiêm trọng hơn, vi phạm các pháp luật khác của nhà nước thì mọi thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng để xem xét và xử lý. Hoạt động đa cấp biến tướng thường hướng đến đối tượng thu nhập thấp, trung bình, mong muốn làm giàu nhanh. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhận diện được hành vi bán hàng đa cấp biến tướng. Điều này đã gây hậu quả nặng nề cho người tham gia và dư luận xã hội. Bán hàng đa cấp thì mình có nghe nhưng mà hiểu bản chất thì mình sợ là mình cũng chưa hiểu rõ về bản chất lắm, thì mình chỉ hiểu là từ cái người bán ban đầu, từ nhà sản xuất xong rồi là người ta không có các cái cửa hàng hoặc là các cái siêu thị hoặc là người ta không phân phối đến các cửa hàng siêu thị chẳng hạn, hoặc đến những người trực tiếp người tiêu dùng mà người ta thông qua cái hệ thống bán hàng trực tiếp của nhà sản xuất. Đa cấp thì đi cấp thì mình nghe nhiều rồi. Ngày xưa hồi cách đây mấy năm đi học thì cũng hay bị các bạn ấy dụ dỗ, nhưng mà hay ra quán cà phê xem ấy. Giá thì cũng hơi phản cảm, mình không phải kỳ thị đâu, nhưng mà mình cảm thấy nó hơi mất niềm tin ở trong đấy một tí. Với những người dân đã đổ tiền vào mạng lưới đa cấp, chưa nhận hàng và không đòi được lại tiền, thì Bộ Công Thương sẽ phân định đối tượng để hỗ trợ cho người tham gia. Người tham gia mạng lưới thực sự, họ thực sự mong muốn trở thành nghề bán hàng đa cấp. Họ đưa tiền cho công ty và sau đó có nhận lại hàng để đi bán hàng. Nhưng vì một lý do nào đó họ không tiêu thụ được số hàng đó. May họ mong muốn trả lại hàng cho công ty để lấy lại tiền theo đúng quy định của pháp luật. Trong những trường hợp đó, nếu như công ty từ chối không nhận lại hàng mà không có lý do chính đáng, không tuân thủ quy định của pháp luật, thì Bộ Công Thương chúng tôi chắc chắn sẽ vào cuộc và bảo vệ đến cùng quyền lợi của những người tham gia bán hàng đa cấp đó. Thực tế có những người vô tình vướng vào mạng lưới bán hàng đa cấp, vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết. Tuy nhiên cũng có những người chỉ vì lợi nhuận mà đã bỏ qua những hệ lụy khó lường đối với chính bản thân và xã hội. Hoa hồng được ví là loài hoa kiêu kỳ, giá trị của nó trên thị trường luôn ở vị trí cao. Thị trường hoa hồng mang tính chu kỳ. Hoa hồng thường được giá từ khoảng tháng 3 đến cuối tháng 10 năm sau và giá thấp vào những tháng 4, 5, 6, 7 trong năm. Vì vậy, người trồng hoa cũng tìm cách thích nghi với thị trường và cân bằng chi phí trong sản xuất, thu nhập.